Mặt sáng sử veneer. Phần nhất là ưu điểm của mặt sáng sử veneer. Về những ưu điểm, nó là sứ và nó tương hợp sinh học, thẩm mỹ và rất là bền vững. Dụng kỹ thuật dán cho vậy thì nó rất là kín khít. Tiết kiệm mô răng do phải mài mô răng ít. Tăng cường cấu trúc răng và bảo tồn tủy sống. Về nhược điểm thì mặt sáng sứ veneer sẽ tốn thời gian làm bệnh nhân đi lại nhiều lần, giá thành cao. Nhược điểm thứ ba, dễ gãy do nó mỏng manh trong giai đoạn thử và gắn. Thứ tư là không thể sửa chữa. Về chỉ định của mặt sáng sứ veneer, chỉ định thứ nhất là thiểu sản men, hai là đối với những răng gãy vỡ, ba là với những răng nhiễm màu như là nhiễm màu tetrasinin hay là nhiễm màu fluor, những răng rị dạng như răng cửa bên là rị dạng nhỏ, răng mà có khe thưa. Đối với những khe thưa nhỏ, còn những khe thưa lớn mà việc làm veneer có thể làm tăng kích thước của răng lên nhiều, gây mất thẩm mỹ thì sẽ không có chỉ định. Về chống chỉ định của veneer, chính nhất đó là răng đang mắc các bệnh lý như là sơ răng hay là nha chu hay là bệnh lý tụy. Những trường hợp này thì bệnh nhân cần phải được điều trị trước khi mà làm veneer. Răng mọc lệch lạc sai khớp cắn, khoảng cách giữa các răng quá thưa, hay là bệnh nhân bị mòn răng do nghiến răng, bệnh nhân đang mắc bệnh lý nha chu, chỉ định làm veneer sẽ không được thực hiện trong trường hợp này. Bệnh lý nha chu cần phải được kiểm soát, sau đó mới tiến hành làm veneer. Thứ hai là những răng lệch lạc thì sẽ được chỉ định chỉnh nha mà không có chỉ định làm veneer. Những răng mà do mòn răng nặng thì sẽ không có chỉ định làm veneer. Với trường hợp này thì thói quen nghiến răng có thể làm veneer cũng rất nhanh hỏng. Chống chỉ định tiếp theo đó là răng quá ngắn, bề mặt men không thích hợp để lưu giữ cho sứ, răng có miếng chám lớn, răng đã điều trị nội nha mà còn lại mô răng không đủ. Với trường hợp mà răng mà có miếng chám lớn hoặc là những răng nội nha có mô răng không đủ, phải tái tạo nhiều những vật liệu chám, khi đó thì veneer sẽ bám dính của veneer với cái chất chám sẽ không tốt bằng cho với bề mặt men. Như vậy thì veneer sẽ không được chỉ định trong trường hợp này. Hoặc là những bệnh nhân mà có thói quen xấu có thể tác động không tốt đối với bề mặt veneer, ví dụ như bệnh nhân mà làm nghề như là thợ kèn chẳng hạn, thì không thực chỉnh làm veneer.